không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Mời tự nhiên nè, mấy cái rổ may thiệt đẹp, thủ công tốt lắm nè. Ông coi đi, đẹp lắm. Nói ra rất mạo muội, tôi vừa bắt đầu làm ăn nhỏ là bán đồ ăn thôi. Dùng mấy cái rổ này đựng rất là đẹp mắt, nhưng mà tiền thì không có nhiều, bà cụ có thể bớt giá không? Ông vừa bắt đầu học làm ăn hả? Vậy thì phải làm từ từ. Dạ đúng, nhắc tới chuyện làm ăn, bà cụ mới thật là tiền bối. Cậu thiệt là khéo ăn nói. Vậy cậu muốn lấy bao nhiêu, tôi tính rẻ một chút. Nếu mua hết thì sao? Nhà tôi còn nữa, tôi dẫn cậu đi coi. Dạ được. Để tôi giúp. Cảm ơn. Làm phiền. Rổ may của bà cụ rất là nổi tiếng. Phải, tôi đã làm mấy mươi năm. Bà không sao chứ? Bị trật chân rồi. Tôi đưa bà đi bác sĩ. Đi bác sĩ hả? Khỏi cần. Đừng có lãng phí tiền. Cái thân già này dò mấy cái là hết đau. Vậy tôi đỡ bà về. Bà cẩn thận. Cảm ơn. Cái chân còn đau không? Đóng cửa lại. Bà cụ cẩn thận. Được được. Cảm ơn cậu. Cái chân bà còn đau? Bị trật một cái thôi. Chỗ này đau lắm. Bà có rượu thuốc không? Để trong tủ ở bên kia kìa. Nè, mấy cái rổ của tôi ở đây hết, toàn là đồ mới. Cậu coi, cậu thích hay không? Tôi sẽ mua hết cho bà, để tôi lấy rượu thuốc so chân cái đã. Vậy là tôi được lời. Sao vậy? Con bé thì đáng ghét. Nó lớn như vậy mà nó còn cắn tôi. Bà kiếm cái gì? Tôi để đây mà. Lấy gì tôi giúp cho? Là một tấm hình. Tôi để đây. Rớt dưới đất nè. Nè. Cảm ơn. Con gái của bà, cậu rất là xinh đẹp. Xinh đẹp? Nó thiệt là bất hiếu. Cậu đã kêu gọi cho bà. Con gái tôi, chuyện tôi không muốn cho nó làm mà nó cứ nhất định đi làm. Thật ra làm cha mẹ, con cái có nhận lỗi thì bà cụ có tha lỗi cho họ không? Cha mẹ trên thiên hạ này có ai là không thương con cái của mình chứ. Nhưng mà trời bắt tôi không có được hưởng phước của con. Cả anh cũng bị bể mánh, phải xử sao? Cô đừng lo, tôi đã có nhờ người bạn chăm sóc cho bà. Anh là Lý Cát Tường, lớn lên dưới quê chung với tôi. Con người này thiệt thực tại lắm, cô yên tâm. Vậy không được, tôi phải đi coi má tôi. Dù đứng ở xa nhìn một chút cũng tốt. Anh đi chung với tôi. Được. My à, chuyện gì? Bị dập bẻ. Nè, ngồi xuống đã. Nè, qua đây ngồi. Ngồi xuống đi. Dạo này thường hay như vậy, dễ bị dập bẻ. Khá chút chưa? Khá chút, cảm ơn. Có phải không, một người kinh doanh phòng cà phê lớn như vậy còn dạy người ta nhảy nữa, không bị dập bẻ mới là lạ. Thật ra cô có nghĩ tới thay đổi phong cách sinh hoạt bây giờ hay không? Không cần phải vất vả như vậy nữa. Sẵn máu của cô cũng không thích. Không lẽ nuôi tôi? Nói chơi với anh thôi. Nói cho cùng, anh thấy làm ở tiệm cà phê cũng không được đàng hoàng. Dù sao một người đàn bà ứng phó nhiều người phức tạp như vậy thiệt là... Tôi biết anh lo cho tôi. Thật ra có những chuyện tôi không tiện hỏi. Nhưng mà anh tự cẩn thận. Nếu như có gì cần thiết thì kiếm cô giúp đỡ. Tôi không khách sáo đâu. Nhất định là anh Tường. Anh Tường. Hắn. Để tôi giới thiệu, đây là cô Cố Tiểu My, ông Lý. Chào cô Mạnh Giỏi. Ông Lý Mạnh Giỏi, má của tôi thế nào? Tôi có đi coi qua, bà bị trật chân. Bị trật chân bây giờ ra sao? Cô yên lòng, không có gì đáng ngại đâu. Tôi sẽ qua bển thoa rượu thuốc cho bà thì sẽ được khá hơn. Không được, tôi phải đi coi má tôi. Nè Tiểu My, thôi bỏ đi. Dù sao má của cô đâu có muốn gặp cô. Tôi có cách này, chúng ta có thể thử bà. Bà cụ có nhà hay không? Tôi tới thăm. Chắc là cậu
tới thoa rượu thuốc cho tôi phải không? Dạ phải. Tôi cho cậu biết, tôi đã đan nhiều cái rổ mây cho cậu, cậu có lấy không? Chân của bà bị thương, đừng có buồn ba nữa, hãy ngồi xuống trước đi. Ai đó? Ai đã tới đây? Là vợ của tôi, cùng tới để thăm bà. Mời tự nhiên. Phải, vợ của cậu tên gì? Xin lỗi bà cụ, vợ của tôi bị câm. Hèn chi, không có nói năng gì hết. Bà ngồi đi. Bà cụ à. Hả? Bà cầm cái này, tôi thấy cây gậy cũ quá, cho nên kêu vợ của tôi mua cái mới cho bà. Dài ngắn thì vừa vặn. Cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Vợ của tôi còn đem rượu thuốc gia truyền đến xoa chân cho bà, và có mua chút đồ nấu cơm cho bà ăn. Bây giờ tôi xuống bếp để vợ tôi xoa bóp cho bà. Cô cậu nhiệt tình như vậy thôi thiệt là ái ngại. Thoải mái quá, đã bớt nhiều. Con mèo của tôi đâu rồi? Chắc là chạy ra ngoài kia. Má ơi, cái chân. Hả? Cô là ai? Mày là Tiểu My. Má. Hả? Con Tiểu My, mày còn mặt mũi về gặp tao? Đi ngay. Má. Đi ngay cho tao. Má. Mày không đi, được rồi tao đánh cho mày đi. Má. Nếu như con để cho má đánh thì má có thể hại giận. Má chịu thứ lỗi cho con. Má đánh con đi, con sẽ đứng đây cho má đánh. Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Để tao đánh cho mày đi. Đi ngay. Đi đi. Má. Mày đi ngay. Má. Chuyện gì mày phải đỡ tao? Để cho tao té chết cũng được. Bà cụ à, tôi biết tôi không có nên nhiều chuyện, nhưng là con cái, cho dù làm lỗi cũng rất mong cha mẹ thứ lỗi cho mình. Bởi vì hãy là cha mẹ thì trong thâm tâm vẫn là quan trọng nhất. Bà thương cổ, cổ cũng biết mà. Cũng tại tôi không tốt là lỗi của tôi. Nếu không phải cặp mắt của tôi không thấy đường, Tiểu My khỏi phải từ nhỏ đã ra làm việc, khỏi phải vì tiền thuốc men của tôi mà bôn ba cực khổ, phải bị học hư. Đều là lỗi của tôi, tại tôi không tốt. Má. Con mất mớ tiêu má. Bà cụ à, con gái của bà rất quan tâm cho bà. Cái cây gậy này chính tay cổ làm cho bà. Cổ nói tay của bà nhỏ, khó mà mua được một cây chua dừa. Tối hôm qua cô mày cả đêm. Má. Hồi nhỏ con không biết đi, má ở bên cạnh đỡ con dạy con làm sao đi. Bây giờ sức khỏe của má không khá, má cho con một cơ hội để săn sóc má. Con xin má hãy tha lỗi cho con. Tiểu My. Má. Tiểu My. Má. Anh thì không có lại ăn cơm, thêm một đôi đũa thôi. Tôi thật đã có hẹn. Xin lỗi không được đãi anh ăn cơm, tôi cũng không còn cách gì để cảm ơn anh. Vừa rồi nhìn thấy hai người thân lại, tôi rất là cảm động.
Chờ lâu rồi hả? Không phải, vừa mua đồ xong cũng mới tới. Hôm nay đã được lãnh lương. Đã mua cái gì? Thuốc bắc, thuốc ngủ dị tử. Được an thần ngủ ngon, có nhân ích thọ. Còn có xuyên bối, có thể quá đạm trị hoa. Thật ra anh làm ở khoáng trường cũng không phải cực khổ lắm đâu. Không phải mua cho anh, là mua cho mẹ chồng. Hy vọng là bà uống xong có thể hạ quả. Lần sau khi gặp mặt sẽ bớt dạy chúng ta vài câu. Em bận tâm tới mẹ, sớm muộn mẹ sẽ tiếp nhận em. Cũng mong là vậy. Anh à, tặng cho anh. Hy vọng là anh sẽ phát huy tài năng. Thiệt là đẹp. Nhưng mà bây giờ anh cầm cái giá súc nhiều hơn, lo là không dùng tới cái giết. Anh đừng có bỏ lỡ. Công việc này chỉ là tạm thời. Em tin là anh sẽ đạt được lý tưởng mau. Anh đừng có lo. Lý tưởng lớn nhất của anh là được ở chung với em. Anh chị ghét em lắm hả? Sao lại không dắt tay của em? Dĩ nhiên không phải. Anh phải so ấm đôi tay trước rồi mới dắt tay của em. Như vậy em mới không có bị lạnh, có biết không? Nè. Có phải từ nay mỗi mùa đông đều như vậy? Vĩnh viễn sẽ như vậy. À phải, sao vừa rồi lại trễ quá? Anh đi thăm một bà cụ. Bà cụ đó hai mắt không có thấy đường. Cuối cùng cố đại má đi chịu thứ lỗi cho con gái của bà. Hai mẹ con họ thiệt được vui lắm. Công lao lớn nhất là của anh. Thử hỏi có cha mẹ nào mà không thương con cái của mình. Anh nhất định nghĩ tới mẹ chồng. Hai chúng ta đã có nói, mai mốt chờ má của anh bất giận, mình sẽ về thăm bà. Em biết má của anh sẽ nhớ anh lắm. Thục Nhan. Anh Cát Tường, sao anh nhẫn tâm như vậy? Biết lý đại má bị bệnh nặng mà không chịu về gặp bà. Em nói cái gì? Mẹ đã xảy ra chuyện. Sao ngại anh bỏ đi? Lý đại má đã lâm bệnh, trở lại cơn suyễn. Em năn nỉ bà đi bác sĩ mà bà không có chịu nghe. Bà chỉ muốn gặp mặt anh thôi. Trong thư em đã viết rõ ràng, anh không có đọc qua sao? Thôi gì, anh chưa có hề nhận. Sao lại vậy? Em đã nhờ người chế tay địa chỉ này mà viết. Ở trên đó còn có ghi là gửi cho vợ chồng Lý Cát Tường. Tại sao vậy? Thì ra lá thư đó là thiệt. Em đã nhận được, tại sao không nói với anh? Em tưởng là mẹ chồng giả bệnh gạt anh về để coi bả, sau đó lại quên nói với anh. Xin lỗi, em không phải là cố tình. Sao nghĩ thôi vậy? Anh Tường. Tại sao mẹ không chờ con về? Anh Tường, mau đứng dậy. Mẹ, 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 mẹ. Lý đại má. Mẹ, Cát Tường đã về tới rồi. Mẹ, con thiệt là bất hiếu. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con thật là bất hiếu. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Anh Cát Tường, anh đừng có như vậy. Anh là con yêu của Lý đại má. Má không có trách anh đâu. Mẹ, mẹ. Mẹ. Mẹ.
Anh Tường, xin lỗi. Anh hãy dạy em đi. Anh cứ chửi em, anh đừng có im lặng như vậy có được không? Anh Tường, bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh một chút với mẹ anh. Vì một lỗi lầm sơ ý này đã tạo thành một tổn hại không bao giờ đền bù được, khiến cho cảm tình con bà ngoại đã bị ám ảnh. Lần trước anh nói là thích ăn thịt cừu. Nè, anh thử coi. Được rồi, cảm ơn. Anh coi bánh cạo của em là chiếu theo chỉ thị của anh, lần này nhất định không bị rã ra. Để em bỏ thêm cải trắng cho anh. Em đừng biết là anh thích. Anh muốn yên tĩnh để ăn cơm. Này Cát Tường, không sao chứ? Không có gì. Có cần về nhà nghỉ chút không? Về gặp mặt càng không có gì để nói. Đừng trách Tử Quân, tôi nghĩ cổ cũng đã tự trách. Tôi biết cổ cũng muốn đền bù, nhưng tôi không có tự đè nén được bản thân. Quê nè nè nè, các người khiêng mấy cái này đi đâu? Khiêng mấy cái kè vô khoáng động để mà làm vàng. Bây giờ vàng giáo trong động đã bị thấm nước, nếu còn bỏ mặt thì sẽ nguy hiểm lắm. Ai biết các người làm như vậy? Mấy cây này chừa lại làm đường đó. Bên trong đường cũ rất là nguy hiểm, lỡ như bị sập thì tử thương sẽ nghiêm trọng. Anh dạy tôi làm việc à? Có phải là muốn không làm không? Nói lý lẽ chút có được không? Bên trong thật sự rất là nguy hiểm. Lời lẽ của tôi là lý lẽ. Nếu như không thích đó thì cuốn gói đi đi. Tụi bay cũng vậy, chỗ này không lo là không có ai làm. Qua bển trò chuyện một chút đi. Em tới làm gì? Em đã làm đồ ăn mang tới cho anh. Về nhà ăn được rồi, cần gì phải đem tới đây? Em sợ là anh về nhà thấy mệt, ăn không vô. Một lát mới ăn đi. Chỗ này rất nguy hiểm, thôi anh đừng có làm. Ông cai này bỏ mặc sự sống chết của người ta. Anh không làm em nuôi cả nhà hay sao? Em về đi, anh cũng phải làm việc. Tứ Quân, hả? Qua đây ngồi. Chuyện gì? Chuyện gì? Còn nghĩ tới Cát Tường hả? Thôi bỏ đi, chị cũng đã tận sức. Chị đâu phải là cố ý. Không biết anh phải giận tới lúc nào. Tôi cũng không biết phải làm cái gì để có thể đền bù được. Không lẽ chị giấu ảnh mỗi đêm tới đây làm thêm giờ để kiếm tiền, đã không phải là đền bù hay sao? Bây giờ chúng tôi vẫn không có đủ tiền xài. Không biết chừng nào mới có đủ tiền để mở phòng mạch cho ảnh. Cẩn thận một chút, bị thương như vậy không phải nhẹ đâu. Nè, ngồi xuống. Nè, có chuyện gì? Bị trật chân à? Không được, tôi đau quá. Tôi nghĩ chắc tôi phải nghỉ hơn nửa tháng mới có thể nhảy lại. Hả? Vậy chị đi thay đồ về nhà nghỉ đi. Nè, coi chừng. Cẩn thận. Từ từ. Với tình trạng của nó, cơ bộ phải kiếm một người lên thế nó mới được. Nhưng mà gấp gáp như vậy đi đâu mà kiếm người để thay thế? Ê, hay là kiếm chị? Tôi? Chị không phải là nói muốn kiếm thêm tiền hay sao? Tiền lương gấp mấy lần. Tuy là vậy, nhưng mà... Nhưng mà cái gì chứ? Nè, chị coi như là biểu diễn tất niên nhà trường. Chị có muốn kiếm thêm tiền mở phòng mạch. Đây là một dịp may.
Bà cụ. Cẩn thận. Có phải ông Lý không? Lỗ tai của bà thật tính. Trái tim của tôi còn sáng hơn là người sáng mắt. Bà tới đây để làm gì? Tôi đang định đem mấy cái rổ mây lên cho một người bạn. Tiểu My nói bà thường bị đau chân. Thật ra bây giờ có cổ chăm sóc, bà đâu có cần cực khổ như vậy nữa. Cậu với Tiểu My thiệt lãi nhãi như nhau. Tôi không làm chút chuyện làm sao mà giết thì giờ. Bà cho phép tôi đưa bà về. Trời đã tối rồi. Tôi cũng không có thấy gì hết. Thì tùy cậu, muốn sao cũng được. Thiệt làm phiền cậu. Không có gì đâu. Má, má về tới. Bây giờ con tới hồi nào? Dạ cũng về đúng lúc. Ông Lý à, vô ngồi. Cát Tường. Xin lỗi. Là tôi xin lỗi mới đúng. Vừa rồi tôi làm vệ sinh cho má. Ai về mình mấy đều bị dơ bẩn. Cho nên chuyện gì vậy? Người này nói xin lỗi, người kia nói xin lỗi. Ông Lý, ổng là người tốt. Ổng cứ đòi đưa má về. Giữ ổng ở lại ăn cơm. Không cần đâu, không trở ngại hai người. Bây giờ tôi đi. Tôi đã nấu canh đó. Nể mặt một chút, ăn một chén rồi đi. Cũng được. Có chuyện gì suy nghĩ tập trung vậy? Cảm ơn. Anh cái đêm không nói chuyện, chắc là có tâm sự phải không? Tôi thiệt hâm mộ cô. Còn có thể ăn được canh của mẹ mình nấu, có thể được hiếu thảo săn sóc bà. Không giống như tôi, tôi phải ôm hận suốt kiếp. Ý của anh là? Mẹ của tôi vừa mới qua đời. Sao tối quý vị? Em đang chờ anh ăn cơm để em hâm nóng lại đồ ăn. Anh đã mua khoai lang gì cho em? Em đi hâm nóng rồi chúng ta cùng ăn. Chỗ này trước đó đâu có bị nhiễu nước. Bây giờ tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu không tu sửa kịp thời, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ông cai thiệt mất tánh người. Cứ bỏ mặt sống chết của cả đám huynh đệ. Không được, một lát nghỉ việc, dụ tất cả mọi người đi nói chuyện với hắn đi. Được, tôi cùng đi báo. Nè, có chuyện vậy? Mẹ già trong xe như kìa, sao có đập bể đầu anh Bính nè. Vậy à, nè, nguy hiểm lắm. Để ra ngoài đã, để ra ngoài đã. Để ra ngoài, nè, nè. Nè, qua bên này ngồi đi. Cẩn thận. Để tôi đi coi có thuốc hay không. Nè nè, tránh ra, tránh ra. Anh Bỉnh à, tại sao làm việc nguy hiểm vậy? Một chút thuốc tốt, một bác sĩ cũng không có. Không có ai đếm xỉa tới mình đâu. Thuốc này cũng là chúng tôi gom tiền để mua. Phải, ai bị thương thì tự lo liệu. Lâu nay là vậy,
không có ai đếm xỉa tới mình. Anh Bỉnh thiệt may mắn, Cát Tường học y bên Nhật Bổn, nếu không có anh thiệt phiền phức đó. Thôi Cát Tường thì ra anh giỏi như vậy hả? Phải phải, giỏi thiệt. Anh Bỉnh, tạm thời chỉ cầm máu cho anh, chừng về nhà phải đi nhà thương để chữa trị đó. Hey, được rảnh rỗi cũng đi kiếm tiền, đi nhà thương không bị mất tiền à? Lần này chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như bị sụp nữa thì sẽ có nhiều người chết, có nhiều bác sĩ cũng cứu không kịp. Theo tôi thấy, chuyện này chúng ta phải tranh thủ chứ ông Cai. Chúng tôi không biết một chữ là có thể làm được gì. Chúng ta có thể phản kháng mà. Chúng ta có thể phản kháng. Bây giờ chính vì đã có những người quá tham lam, quốc gia mới bị yếu hèn như vậy. Nếu như chúng ta liên kết anh em một khoáng trường khác, chúng ta trở thành một khối quần chúng lớn mạnh. Chúng ta có thể phản kháng. Chúng ta có thể phản kháng mà. À, không có được đâu. Thôi làm việc, làm việc. Đi làm việc. Mặc kệ họ. Nhà Hán à, mình cũng đừng gây thêm chuyện nữa. Ông Cai đó lâu nay đã chướng mắt anh. Tôi cũng phải ra ngoài làm việc. Cảm ơn nhiều. Cũng khó mà trách họ, cả sinh hoạt cũng là vấn đề, còn đâu như nhiệt thành can đảm đi góp sức cho quốc gia. Tôi cũng hiểu, công tác tuyên truyền phải từ từ, bây giờ chỉ là mới bắt đầu, tôi không bỏ cuộc đâu. Anh vẫn còn lý tưởng như vậy thiệt là hiếm thấy. Hay là theo tôi đi Quảng Châu, ngày mai chúng tôi hội họp với quân cách mạng, bộ đội tuyển tiến rất cần bác sĩ. Thật ra tôi cũng muốn góp sức cho quốc gia, nhưng mà tôi không nỡ bỏ tử quân. Tôi biết anh có gia đình, anh có nhiều lợi ích kỷ. Nói thật, tôi rất muốn cùng với anh sát cánh để mà cống hiến cho quốc gia. Anh suy nghĩ chút đi. Anh Tường, anh có lấy phiếu tặng tới Thành Đông đổi vào phòng chưa? Ngày mai đi đổi. Ngày mai không thể đổi được vì đã hết hạn. Cũng không có mắc lắm đâu, xuống dưới mua cũng vậy thôi. Một cắt bạc chứ cũng là tiền, không thể lãng phí để đi mua. Thôi được, để em đi đổi. Không biết họ đã đóng cửa chưa? Anh đưa vé tặng cho em. Xin lỗi, có phải quấy rầy anh hay không? Không phải. Để anh đi đổi cho. Còn cần mua cái gì nữa không? Dạ không cần, đã đủ rồi. Lý Cát Tường, anh coi cho kỹ đi. Mỏ than bị sụp, tử thương nhiều người, chính phủ tàn nhẫn, nhìn mà không thấy. Họ thiệt đấy đăng. Phải. Nè các quân đệ, qua đây coi chút đi. Qua đây gì vậy? Có biết không, Cát Tường của mình mấy hôm trước đã viết một bài trình báo làm lớn cái chuyện này. Bây giờ bình luận vào có mấy tờ báo tập trung vào đề cập đến an toàn của khoáng trường. Nếu tiếp tục như vậy xảy ra thì chính phủ sẽ lập công trào quy mô lớn, cho nên yêu cầu y viện Bổn Thị phải phái bác sĩ tới quảng trường giúp tay. Vậy là tốt. Coi như họ còn có lương tâm, từ nay chúng ta làm việc sẽ được an toàn hơn. Vậy là tốt lắm. Cái chuyện lần này chúng ta phải cảm ơn Cát Tường. Cảm ơn Cát Tường, anh thiệt anh hùng. Thì ra nếu mà đứng ra tranh thủ thì chúng ta sẽ được, từ nay được yếu hèn. Đúng rồi. Cát Tường, từ đại ca, từ nay cần gì chúng tôi cứ việc nói cho. Phải. Có các người đồng lòng, quốc gia sẽ được nhờ. Được rồi, chúng ta về ăn cơm đi, ăn xong còn làm việc. Đi ăn cơm. Cát Tường, có tin mừng. Tin mừng gì? Một lát dẫn anh đi gặp Tiểu My, chừng đó thì anh sẽ biết. Tiểu My. Xin lỗi bác, anh phải chờ lâu. Mấy cô gái đó khiến cho tôi phải bị nhức đầu. Tôi có làm phiền hai người hay không? Đúng vậy, cho nên anh còn nợ tôi một bữa cơm. Thật ra tôi đã kiếm được việc ở nhà thương cho anh. Nếu như không thành vấn đề, tôi có thể ăn bài cho anh gặp mặt với quan tổng lý. Cho nên nói, ở hiền thì được gặp lành. Cảm ơn. Không có chi. Tử quân, tại sao còn đứng ở đây? Tôi sợ quá. Hay là tôi...
Không lẽ chị định rút lui à? Trong khoảnh khắc biểu tôi đi đâu kiếm người để thế chị. Tôi cũng biết lần đầu tiên ra sân khấu thì hơi khẩn trương. Hôm xưa tôi cũng vậy. Từ từ rồi sẽ quen. Nè tôi nói đây lát ra ngoài kia thì chỉ coi như là đám đàn ông dưới kia đều là bị đuôi, còn mình thì bị điếc. Hay là coi như là biểu diễn ở nhà trường là được. Tôi lo là tôi không được, tôi bị sợ đó. Chị nhất định được. Chị có muốn cắt từ rời khỏi khoán trường để mở phòng mạch là bác sĩ mà. Ra sân, tới phiên chúng ta rồi. Đi ra đi đi. Chuyện gì? Còn suy nghĩ làm gì chứ? Vì Cát Tường chỉ nhất định được. Đúng. Chắc là chị qua mắt. Tôi cũng không biết, nhưng mà nhã một hồi đã không nhìn thấy ảnh. Có lẽ chị thiệt đã nhìn lầm. Đi đi. Tôi về trước, chị mắng giùm. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Tử Quân có người tới kiếm chị. Em không phải nói là đi về kèm. Tại sao vậy? Thật ra là em làm hầu bàn. Hôm nay là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên em ra nhảy. Anh hỏi em tại sao làm việc này. Có phải là không chịu được cực khổ? Hôm xưa đi theo anh, không phải đã từng nhắm mắt chịu khổ hay sao? Em không phải là sợ cực khổ, nhưng ở nhà của mình đã hết gạo. Bà chủ nhà lại đòi tăng tiền nhà. Một tháng còn có rất nhiều chi phí cần phải dùng tới tiền. Chúng ta đã hết tiền. Nhưng lý do gì không bàn thảo với anh? Em không muốn vì mấy chuyện lặt vặt mà làm phiền anh. Thật ra em làm như vậy cũng là muốn trữ một số tiền để cho anh mở phòng mạch, khỏi cần phải làm ở quán trường cực khổ mà lại quá nguy hiểm. Bây giờ em đừng có làm nữa. Mai mốt có lẽ anh hành nghề bác sĩ, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Sao anh không dắt tay của em? Anh phải sửa ấm đôi tay vào áo trước. Nếu không em sẽ bị lạnh. Có phải từ nay mỗi mùa đông đều vậy không? Dĩ nhiên là. Cát Tường vẫn chưa hết giận à? Tôi tự giận mình mà thôi. Đừng có tự giận mình. Nếu có trách là trách xói lang đi đảo đời sống của người dân và khiến cho người dân khổ như vậy. Xin lỗi Từ đại ca, tôi không thể theo anh đi Quảng Châu. Tử Quân khó khăn lắm mới theo tôi tới Thiên Tân. Tôi không thể quá ích kỷ khiến cô phải bị khổ. Tiểu Mỹ có giới thiệu tôi làm ở nhà thương, tôi quyết định đi thử. Tôi hiểu. Anh đã có gia đình, làm bác sĩ cũng là cứu người thôi. Huy, cô đã tới à? Quan tổng lý đây là ông Lý Cát Tường, tôi đến nhắc với ông. Anh chào. Chào. Nè, qua đây ngồi.
À phải, quan tổng lý, ông Lý còn tặng cho ông một bình rượu Tây. Ồ, cảm ơn nhiều. Đây là chứng chỉ và lý lịch của tôi. Ồ, khỏi cần đâu. Cô có giới thiệu thì nhất định là một nhân tài. Huống gì nhà thương của chúng tôi đang cần người, chừng nào làm cũng được. Học bao nhiêu năm y, rốt cuộc có thể nới rộng tay chân. Chúc mừng. Thật ra ngoài công việc của nhà thương, ông có cần thiết điều gì tôi vẫn có thể giúp. Tôi biết ở khoáng trường cần đến nhân công. Khoáng trường? Ở tại khoáng trường than rất thiếu thốn về y liệu và vật tư, cho nên về mặt kinh phí và điều động không thể qua loa. Ừ, chừng đó phái một người đi thì được, làm gián thôi. Làm gián? Dạo trước thì không biết một người nào đã viết văn chương tầm bậy tầm bạ cho lên báo chí và khiến cho cấp trên chỉ đành tạm hứa cho bác sĩ xuống khoáng trường để mà làm gián. Không có gì. Ở các nơi chính phủ không phải đã gom đủ kinh phí rồi hay sao? Có biết chính phủ chúng ta có bao nhiêu quan lớn hay không? Và nhà thương lại có bao nhiêu cao tầng? Xã giao hết tầng này tới tầng khác cũng đều là xài tiền, thì làm gì còn kinh phí? Vậy có nghĩa là quan thương cấu kết để bỏ túi riêng? Cách tường. Thời thế bây giờ, ai kiếm được thì cứ kiếm. Còn nữa, không ngại nói với anh, chức chỉ của anh được lời lắm. Nếu mà anh không làm thì còn cả đống người đang chờ. Xin lỗi, công việc bậy bạ như vậy tôi không có làm. Cát Tường, Cát Tường, hay là anh ra ngoài chờ tôi. Đi đi. Xin lỗi quan tổng lý. Nè, người này là ai vậy? Không biết điều chút nào. Phải, anh ta không hiểu thế thái nhân tình, nhưng mà học y ở bên Nhật Bổn, y thuật cũng cao minh lắm. Vậy sao y thuật cao minh hay không tôi bỏ mặc, quan trọng tóm lại cũng cần cù giúp việc được lắm. Vậy sao? Lại đi. Hay là tối nay hãy nói. Tối nay cái gì thì bây giờ đi, chỗ này đâu có ai đâu mà sợ tôi làm đừng... gì ngại dữ vậy chứ. Nè. Không được đâu quan tổng lý. Làm gì la dữ quan tổng lý, đừng. Không được đâu quan tổng lý ạ. Nè. Ông làm gì đây? Ông muốn làm gì? Cô không sao chứ? Tôi nghĩ ông phải biết tôn trọng. Anh nói cái gì? Chúng ta đã bàn thảo xong phận. Cô chịu hầu tôi mới nghĩ tình chịu mướn anh thôi. Cần gì làm bộ làm tịch như vậy? Cô đó chỉ là một cô gái điếm cao cấp thôi, ai có tiền cũng mua được. Cần gì làm bộ như vậy? Anh đừng ngó tôi như vậy. Không cần phải tội nghiệp tôi. Tại sao cô phải giúp tôi? Là vì tôi thích anh. Nói chơi với anh thôi. Lúc đó tôi cũng chỉ là nói suông miệng. Ai dè quan tổng lý lại nghiêm túc. Nhưng mà tôi cũng quen đàn ông ngó tôi như vậy. Tôi chỉ là không quen bị anh nhìn ngay mặt. Xin lỗi cô. Tại sao những người con gái như chúng tôi lại không thể gặp được một người thật lòng thật dạ? Cho dù có gặp được cũng có duyên không phận. Cô Cố à, anh có thể ôm tôi một hồi không? Tôi chỉ cần một chút thôi. Tôi xin anh. Cô Cố à, cô Cố. Trả cho bà chủ giùm tôi. Chị thì quyết định không làm. Tôi đã hứa với anh Tường sẽ không trở về chỗ này nữa. Dạ lại, anh đã kiếm được việc ở nhà thương thì từ nay cuộc sống sẽ không còn phải lo âu. Vậy là tốt. Kể từ nay không còn nhìn thấy cái mặt rầu rĩ của chị.
Đi đi. Hai người làm gì? Tướng quân, không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.